Hiện tại thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi set 2 giữa hai đội bóng trường Vị Thanh và trường Nguyễn Duy Hồng. Hai đội đã đổi sân. Điểm cho trung học phổ thông Vị Thanh 1-0. Tiếp tục điểm cho Vị Thanh 2-0. Trung học phổ thông Vị Thanh là đội bóng đang mặc trang phục màu xanh dương, còn bên đội Nguyễn Duy Hồng là màu vàng. Điểm cho trường Nguyễn Duy Hồng 1-2. Tiếp tục điểm cho trường Trung học phổ thông Vị Thanh 3-1. Với quý vị và các bạn, đây là trận đấu giải bóng chuyền hơi nữ và chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2024. Và đơn vị đăng cai tổ chức là Ủy ban Nhân dân phường 3 của thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Ngoài sân, điểm cho trường Vị Thanh 5-1. Điểm cho trường Nguyễn Việt Hồng 2-6. Là học trường mình chiều bé đó nó đọc hay đó chứ đâu rồi chứ quá trời ơi chứ cô đã trúng nóc luôn, tung nóc luôn nhưng mà không qua lưới. Tiếp tục điểm cho Vị Thanh là như vậy 82. Quá trời giỏi, đập bóng đẹp nhưng mà nó lại qua ngoài sân luôn. Điểm cho Vị Thanh 9-2. Bỏ lỗ nó hay quá.
đã là 12 nghiêng về trường Vị Thanh. Để lại một dòng ai. Đưa vô đội tuyển luôn được á. Cái đó khéo dữ. Mày cá bự. Hay quá cô ấy ơi. Tập bóng tốt. Tỷ số là 11-3. Dân bỏ hai người ở ngoài nữa mà chuẩn bị vô mà nó nhầm lại nhau sao trong đây á nó đã hơn sao nào đặt nó lại mình bóng ngoài sân điểm cho Vị Thanh 12-3. Cú Vị Thanh một trái một đổi một điểm cú bóng tốt điểm cho Vị Thanh. Tiếp tục bóng không vào lưới điểm cho Vị Thanh 13-3. Điểm cho Vị Thanh 14-3. Hay quá. Đẹp luôn. Lưới điểm cho Vị Thanh 15-3.
hơn 5-15. Bốn hôm qua lưới điểm cho Nguyễn Diệp Hồng 6-15. Bóng không qua lưới điểm cho Việt Thanh 16-6. Đập bóng tốt, điểm cho Vị Thanh 17-6. Điểm cho Vị Thanh 18-6. Bóng không qua lưới điểm cho Nguyễn Diệp Hồng 7-18. Bỏ lỗ tốt, điểm cho Nguyễn Diệp Hồng 18-18. Tiếp tục điểm cho Nguyễn Diệp Hồng 9-18. Lắp lỗ. Bóng không qua lưới điểm cho Thị Thanh 19-9. Tiếp tục điểm cho Thị Thanh là 20-9. Bóng ngoài sân điểm cho Vị Thanh 21-9. Như vậy là xếp 2 thì đội trường Vị Thanh giành chiến thắng và hai đội tiếp tục đánh xếp 3.